Nếu có bậc phụ huynh nào cho rằng các bé dưới 1 tuổi sẽ không thể tham gia một cuộc tranh tài nào đó, thì chắc hẳn người đó chưa từng nghe về cuộc thi vô cùng thú vị chỉ dành riêng cho những em bé này. Từng được tổ chức ở rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, cuộc thi bò dành cho các bé chưa biết đi luôn là một sự kiện thu hút rất nhiều bé con tham gia. Và hãy cùng chúng tôi tới Latvia để tham dự vào cuộc thi vui nhộn này. Vòng chung kết cuộc thi bò năm nay có sự tham gia của 25 bé chưa biết đi ở độ tuổi từ 9 đến 12 tháng. Để có thể trở thành nhà vô địch, các bé phải cố gắng bò thật nhanh trên tấm thảm dài khoảng 5 mét. Tuy nhiên, vì các bé còn quá nhỏ và chưa thể ý thức được về cuộc thi đang diễn ra, nên các bậc phụ huynh phải dụ dỗ các bé với các món đồ chơi đầy màu sắc, điện thoại di động, điều khiển tivi, thậm chí cả bánh mì để khuyến khích các bé bò về đích. Người thắng cuộc cuối cùng thuộc về bé 10 tháng tuổi, Mikolas Pisiunas. Theo đó, cậu bé đáng yêu này đã trở thành nhà vô địch bò nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Latvia. Tôi đã không nghĩ con tôi có thể chiến thắng cuộc thi, bởi trước khi về tới đích, thằng bé bỗng dừng lại, ngồi và nằm ra giữa đường đua. Nhưng thật may, cuối cùng thằng bé vẫn quyết định bò thật nhanh về phía mẹ. Cuộc thi bò độc đáo này được tổ chức hàng năm ở đất nước Latvia. Lần đầu tiên Latvia tổ chức cuộc thi là vào năm 1999 với mục đích nâng cao nhận thức về quyền trẻ em.